Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Trà Vinh. Pafen F được sản xuất tại Trà Vinh. Phạm. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về trà vinh Parfen F cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Thư viện Parfen F Paracetamol 500mg Diphenhydramin 25mg Dạng bảo chế Viên nén Dị ứng là gì? Dị ứng là một phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với một chất lạ mà không thường gây hại cho cơ thể bạn. Những chất lạ này được gọi là chất gây dị ứng, dị nguyên. Công dụng và chỉ định của Thư viện Parfen F Chỉ định làm giảm cơn đau nhẹ đến trung bình, đau nửa đầu, đau đầu, đau lưng, đau răng, đau khớp và đau cơ, đau thắt ngực, cảm cúm và cảm lạnh, sốt và đau họng. Giảm các triệu chứng dị ứng, sổ mũi, hát hơi, ngứa mũi hoặc cổ họng. Cách dùng và liều dùng của Thư viện Parfen F Cách dùng, Thuốc dùng đường uống Liều dùng Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi uống một viên lần, ngày mùng 3 tháng 4 lần. Chống chỉ định của Thư viện Parfen F Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người bệnh bị hen hay bị co thắt phế quản, rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, suy gan hoặc suy thận, lưu lượng lọc cầu thận dưới 30ml phút. Loét dạ dày tá tràng tiến triển Người thiếu hụt men gluco-6-phosphate dehydrogenase. Người bệnh đang dùng thuốc chống đông coumarin, IMAO. Phụ nữ có thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Phụ nữ cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. Lưu ý khi sử dụng TV Parfen F. Paracetamol dùng liên tục 2 tuần có thể gây suy gan, suy thận. Dùng liều cao gây tổn thương ở gan. Thận trọng khi dùng cho người bệnh bị bệnh gan uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol nên tránh hoặc hạn chế uống rượu phối hợp với các chế phẩm có chứa paracetamol có thể gây ngộ độc hoặc quá liều paracetamol phụ nữ có thai bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng steven johnson sgs hội chứng hoại tử da nhiễm độc tn hay hội chứng liel hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính agep ibuprofen là một thuốc kháng viêm không steroid NSAID. Liều thấp, ibuprofen có tác động giảm đau, hạ sốt. Liều cao, lớn hơn 1.200mg trên ngày thì có tác động kháng viêm. Diphenhydramine hydrochloride, thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc, có tác dụng buồn ngủ giảm tỉnh giáo. Không dùng cho người phì đại tuyến tiền liệt, tắc bàng quang, hẹp mụn vị. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của thư viện Parfen F. Paracetamol gây dị ứng, ban da, nôn, buồn nôn, một vài trường hợp có thể giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu, thiếu máu, có thể gây suy gan do hủy tế bào gan khi dùng liều cao, kéo dài. Dihydramine ngủ gà từ nhẹ đến vừa, nhức đầu, mệt mỏi, tình trạng kích động, dịch tiết phế quản đặc hơn, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, táo bón, đau bụng, khô miệng, ăn ngon miệng hơn, tăng cân, khô niêm mạc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Paracetamol, sử dụng liều cao và kéo dài paracetamol có thể làm tăng nhẹ tác dụng chống đông máu của cumarin và các dẫn chất indandion. Uống rượu quá nhiều và lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ độc tính trên gan. Các thuốc chống co giật, phenytoin, barbiturat, carbamazepine gây cảm ứng men gan làm tăng chuyển hóa paracetamol thành những chất độc cho gan, có thể làm tăng độc tính trên gan của paracetamol. Dùng đồng thời với isoniazid có thể làm tăng độc tính trên gan của paracetamol. Diphenhydramine, tác dụng ức chế thần kinh trung ương tăng khi dùng thuốc kháng histamin với barbiturat, thuốc an thần và rượu thuốc ức chế monoamin oxidase IMAO kéo dài và tăng tác dụng kháng cholinergic của thuốc kháng histamin. Chống chỉ định thuốc kháng histamin ở người đang dùng thuốc MAO. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm trà vinh Parfen F, đồng thời biết cách sử dụng TV Parfen F sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.